Đúng rồi. Hình như các cầu thủ trẻ của đội Quyết Tiến mỗi lần đá biệt. Dứt điểm đi. Đúng rồi. Cuối cùng những các cầu thủ trẻ của đội Quyết Tiến đã mở tỷ số và tạo ra tổng của Duy Mạnh. Cuối cùng, một pha đá cầu thủ dứt điểm, dứt điểm rất chính xác cho bóng vào giờ. Một cú sút mạnh tung người của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Wow, dứt điểm đi. Không vào rồi. Không vào. Rất đáng tiếc. Dứt điểm không vào rồi. Cuối cùng thì Tình Hình. Phải nói là nền thể lực của hai đội này quá sung mãn cho đến thời điểm này. Chưa có một cầu thủ nào thay người cả. Cuối cùng thì Di Huỳnh đã ghi được cho mình một riêng cho mình trong mùa giải năm nay. Ở phút thứ bù giờ của hiệp đấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi như vậy. Rất đơn giản, không có gì gọi là khó cả. Một bài của tôi. Và rồi chúng ta sẽ chiến tỷ số bây giờ là 2-2. Vòng đang rất khéo. Chị chủ cho ai đây? Dứt điểm. Vòng đang rất tuyệt vời. Vẫn là quá dứt điểm. Rất tuyệt vời. Rất nhanh chóng. Cầu thủ số 9 đó là Kaka. Kaka mở. Mình ơi, một pha phản công, pha vào. Vâng, chúng tôi đã nói là Bình Minh, cái gì đến thì cũng là đến thôi.
Úi dạ, quá nguy hiểm kìa. Không biết chuyện gì xảy ra đây. Cầu thủ nào ghi bàn đây, giơ tay lên cái nào. Lại Kaka, Kaka. Rất bất ngờ, mang tỷ số 2 đều. Rất bất ngờ, chỉ có một tia sớp thôi khiến thủ thành không thể kịp phản bóng được. Anh nào ghi bàn thắng đi nhỉ? Vẫn là Đình Minh, không được rồi, hết giờ. Đúng lúc này thì ông trọng tài đã nổi một cái kết thúc trận thi đấu, tỷ số là 3-2, tạm thời nghiêng về các cầu thủ nhất trí của chúng ta.